Shopovietvn bán nick global uy tín giá rẻ chất lượng hàng đầu Việt Nam. Hết rồi, tưng bừng khuyến mãi giảm giá 50% cùng săn active giá rẻ và nhiều vòng quay skin khủng. Anh em nhớ lên shop ủng hộ Momo Việt nhé. Alo alo alo, có ai đó không nhở? Cấp cứu cá ngay lập tức nào, có con khỉ với bạn Rosy đốt rừng này. Ây da, rừng tim mình đến thì thôi lại phải chạy kìa. Đợi Toro với Lini đến rồi, chơi nha, chơi đi các bạn ơi. Quẩy đi, yếu hết rồi kìa. Khỉ đâu rồi, khỉ, quá, khỉ đã chạy đủ xuống đấy á. Ui da, thế thì mình xin khỉ nha. Ok, hôm nay thì Môi Việt sẽ chơi con cá trạch kêu Gross theo cầu anh em. Tất nhiên chơi cá bây giờ mình toàn chơi full dam thôi, phong cách cá chí mạng nha. Bởi vì đây là phong cách chém sướng nhất của cá, farm nhanh nhất, lết sớm nhất của con cá đấy anh em ơi. Và khi đối đầu với kèo kiểu cứng cáp như Rosy thì có chơi được không? Cũng có khả năng sốc dam đi mạng từ con khỉ thì có chơi được không, cùng theo dõi. Cá full dam trong tay Môi Việt đi top chứ không đi rừng như mọi khi nha. Cái này là một con tướng mà nói chung là các bạn có thể là khi có lợi thế các bạn có thể cướp sạch tài nguyên rừng tim bạn rất là dễ luôn. Và không có lợi thế cướp thế này cực kỳ nguy hiểm nha, phải mất cái chục cuối để chạy chứ không là toang luôn. Khi mà tim bạn có những con tướng khống chế nhiều ví dụ như Inuya, Alice, anh em chơi cá sẽ là một cái chất tướng counter tim bạn. Ui chục cuối kéo kìa, thôi không chơi nha, không chơi. Gắt thực sự luôn. Rosy là một con tướng khỏe, tuy vậy ít xuất hiện trong rank bởi vì là nó là tướng noodle. Nếu các bạn sử dụng chiêu cuối hợp lý thì có lẽ là cũng là một con tướng tạo nên đột biến rất là cao đấy anh em ơi. Không nên dùng chiêu cuối quá sớm như bạn Rosy nha, vì như vậy thì mình cũng không có chết. Mình thì đang còn thuộc máu mà, nên là mình có thể comeback lại giao tranh, comeback lại đường ngay. Ủa? Trận đấu này mà kiểu gì mà không, bạn Aoi lại bị khỉ lùa kia. Ảo thật nha. Bây giờ mình cho em bật cái tốc hành lên và lấy trụ bởi vì Rosy đi một nơi rất xa rồi. Ở với việc này thì lấy trụ cực kỳ dễ luôn. Sau khi có trụ này thì việc xâm lấn rừng của mình sẽ dễ hơn nha. Hôm nay các bạn có thể chơi chiến thuật trụ lên đầu game và để lính cao phá trụ và cướp rừng tim bạn, nhưng có mạng của bạn Inuya ngon hơn nè. Bật cái chiêu cuối lên thì khống chế kiểu gì. Ok, sau đó thì khi mà ngộ khỉ bị chặn đầu thì mình sẽ qua ăn hộ bùa đỏ giúp bạn khỉ chứ không để rất là phí nha anh em ơi. Ngon chưa, ăn bùa đỏ ăn quái nhỏ đó. Có chiêu cuối thì đảo gây nhẹ một tí thôi, sau đó thì mình sẽ ăn sạch mục tiêu, ăn sạch tài nguyên của rừng thôi bạn. Bộ quả này không có ai thì cũng tranh thủ lấy trụ luôn nha. Rồi, đơn giản chưa anh em ơi, hai cái trụ liền. Ui da, tập chiêu cuối lên mà chém sợ thì ui có khi tôi xong rồi. Trời ơi, tí là buồn quá đi mà. Lên thủ đường xe xa rồi mình kìa, biết rồi. Quả phá trụ hơi ngáo anh em ơi. Cố lên, ui 3-4 đứa đập khỉ mãi mới chết. Không thủ đường cho mình kìa. Và Rosy có lấy được cái trụ thứ hai không nhở? May là mình còn đến kịp nha anh em ơi, tí thì mất trụ rồi. Không hiểu kiểu gì luôn. Anh em đánh thế này thì chết nha. Với một trụ đã đành nên là tí nữa mất hai trụ liền. Lợi bất cập hại trong những pha liều đấy anh em ơi. Liều cái trả giá nó rất là gắt luôn. Nên là các bạn chơi cẩn thận một tí nha. Khi mà con tướng tay ngắn phá trụ ý, không nên quá tham giống Môi Việt. Ở đấy mình chủ quan quá. Khỉ ra gõ do ham phát chí mạng nên mà đến số luôn. Không kịp ngáp. Thôi mà, xây xa của mình mà bạn ơi. Đùa. Ảo thật Inuya. Tất nhiên em nha, hôm nay thì cái họng của mình cũng có chút vấn đề. Nói chung là thời tiết nó thay đổi liên tục luôn. Không biết anh em ở trong Nam thế nào chứ ngoài Bắc mình thực sự chán cái thời tiết rồi. Lúc thì nóng như cái lò, lúc thì lạnh như cái tủ. Cái tủ lạnh nha.
mà kiểu như này mà cái cơ thể nó không thay đổi kịp ý là kiểu gì cũng bị đau họng, bị ốm lắm, cực kỳ mệt luôn.
Subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.